5 cái ngón luôn nè mọi người. Ngón cái nè. Tiếp nè. 1 2 3 4 5. 5 ngón rõ ràng ha. Trời ơi, cái này là cái ngón chân y gan luôn. Trời ơi, nhìn từ xa y gan con dâu thiệt luôn á trời. Cái mình ông tưởng giống thiệt. Cái đầu, cái mình này. Cao Hớn xin kính chào quý bà con, cô bác, anh chị em. Thì hiện tại mình đang có mặt trên đỉnh núi Ba Thê. Ở trên đây là mình đi tìm về bàn chân tiên ở trên một cái ngôi chùa. Thì ngôi chùa thì mình cũng không biết tên. Trước tiên mình đi tới đây mình thấy cảnh đẹp quá. Đứng trên ngọn nhìn xuống cái đồng bằng, nhà chi chít và dưới đó có một cái hồ nước rất là đẹp. Những cánh ruộng màu xanh bát ngát. Bây giờ mình sẽ vào bên trong. Đi lên chùa, mình có hỏi mấy em bé thì mấy em bé chỉ bàn chân tiên nằm ở trên ngôi chùa ở trên đây. Nãy giờ mình đi cũng mấy địa điểm. Địa điểm thứ nhất là hang ông Bạch Hổ Đại Tướng Quân. Mình mới vừa tham quan xong, bây giờ mình sẽ đi lên đây để tìm về bàn chân tiên như thế nào. Ôi, đứng trên đây nhìn xuống quá trời nó đẹp. Mát lắm mọi người. Trên đó hả anh Tịnh? Đi đường nào lên hả? Có một cây sống ngay giữa cái hòn đá đi lên nè. Cũng có khách đi cúng thăm viếng chùa rất là đông. Ồ, ngoài đó đứng nhìn xuống thì rất là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ lên phía trên bàn chân tiên trước đi. Đây, bàn chân tiên. Cái bàn chân tiên. Trời ơi, 5 ngón rõ ràng luôn. 5 ngón rõ ràng luôn á, nó giống hịch luôn đó. Hồi đó giờ là thấy cái bàn chân tiên này là giống nhất luôn nè. Bàn chân tiên, mấy cái bàn chân tiên kia là chỉ mang hài, mang đồ thôi, mang guốc, mang đồ. Còn đây là có 5 cái ngón luôn nè. 5 cái ngón luôn nè mọi người. Ngón cái nè. Tiếp nè. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ngón rõ ràng ha. Trời ơi, cái này là cái ngón chân y gan luôn nè. Cái độ khuyết của cái bàn chân nữa nè. Ừ. Ồ, giống hịch luôn á. Cái này là bàn chân trái. Chân trái. Mà cái hòn đá này nhìn cái mấy cái độ gông ghiêu với hoa văn rất là đẹp luôn á anh Tinh. Nè chị, giống hịch luôn á chị. Còn bên đó vậy em thấy là cái bàn chân này là lộ ra 5 ngón gành gạnh luôn nè. 5 ngón luôn. Y gan là bàn chân hẹp của mình lúng xuống đất vậy đó. Bị lúng. Mấy cái chỗ kia thì chị thấy là nó có hài dấu dài, dấu đồ thôi, chứ còn này là dấu chân thiệt luôn nè. Giống hệt thiệt á. 5 ngón gành gạnh luôn coi nè. Có chân đẹp. Bởi vì nói chung là có trải nghiệm, có khám phá mới có sự hiểu biết. Mà mình không hiểu là đúng, bởi vì người ta gọi là tiên thiệt mà mình không hiểu sao mà lại bằng chân lúng dưới đá như thế này nha. Cái cây sập lép này nè. Chân tiên bên cô tô cũng có nè. Cái cây này tự nhiên cái kẻ đá lên một cây rất là bự như chân chỗ này. Để che mát lại cái bàn chân tiên. Dạ dạ, cảm ơn chị. Ồ, mình hiện tại thì mình thấy cái cây này mình không biết tên gì, anh biết tên này không anh Tịnh? Mà nhưng mà bà con lên đây khắc chữ rất là nhiều nè. Rất là nhiều chữ luôn. Nhiều cái tên khác nhau. Khắc tên và khắc trái tim gì trên cây này không nè. Cái hòn đá này cái cũng như cái cây mà ngũ đồng vậy anh. Không biết tên nè. Anh biết cái lá ngũ đồng mà để dành gói ấy không? Không. Gói bánh thốt nốt. Đẹp quá. Để xem lại cái bàn chân tiên lại cái nữa bà con nha. Đây rất là rõ ràng, mình quay ngang nè,
quay dọc. Bàn chân này, Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật. Cho con để vô cái bàn chân thử nha. Đây, cái bàn chân mình là chỉ có bao lớn thôi. Giống như là bằng phân nửa của bàn chân này thôi. Dạ, không nhỏ. Nè, để thử nè. Có bao lớn nè. Nhỏ xíu à. Những cái này nữa nè. Cái độ đá này nhám nhám giống như là một cái dãy san hô dưới biển vậy đó. Lung lỗ và nhám, rất là nhám. Để mình để cho con để cái chân con vô. Trời ơi, được có phân nửa anh đâu. Bây giờ mình bây giờ để mình đi xuống dưới đi cũng hả? Mình đi qua đó mình dạ dạ cảm ơn chị. Mình đi qua đó mình tham quan tượng mẹ Phật Âm và có cái thằng đá nhô lên mà giống một ông voi ông tượng gì nằm bên đó kìa. Mình xuống đó mình quay cho bà cô bác xem. Ồ, có hình con voi kìa, đứng cái chọi ra đó anh. Ừ rồi, đi gan luôn ha. Dạ, có hai mắt. Ông tượng, gọi là ông tượng. Ở đây thì có mẹ Phật Âm. Ồ, giống hệt ông voi vậy, đứng từ xa giống hệt ta vẽ thêm con mắt thấy giống rồi kìa. Ủa ông Quy nằm đâu ơi? Đưa đầu qua đó. Chú qua đó giờ thấy nó giống. Dạ, là cái hòn đá mà trên bàn nhân tiên. Dạ. Dạ, để chút xíu qua bánh coi còn này giống hệt ông voi nè. Cái này là con mắt là mình vẽ thêm thôi. Tôi vẽ đó. À chú vẽ, còn mấy cái đá là cái đó là tự nhiên hả chú? Tự nhiên rồi tôi vẽ con mắt nó giống đâu. Ồ giống hệt luôn à, cái dòi ở ngoài trước nè. Bên kia Quy tôi cũng vẽ mắt cho nó giống luôn. Còn cái ngoài ra là mình không có chạm khắc điêu khắc gì hết. Không có gì ra hết trơn. Dạ. Ồ cái hình hại cái mình đâu cũng giống luôn nè. Y gan vậy đó. Gan được có một quá tờ giống này. Ồ. Là chú không có ấy vô gì hết, không có da chạm hay điêu khắc gì hết, chỉ vẽ thôi. Không có đục đét gì trơn á. Thấy nó giống rồi cái mình vẽ mắt vô cho nó giống luôn vậy đó. Dạ. Ồ nhìn từ xa y gan con voi thiệt luôn á trời. Cũng hệt ông tượng. Ngoài ông tượng này với thêm cái ông Quy bên kia thì vòng vòng mấy thằng đá bên đây có giống ông gì nữa không chứ? Không. Dạ, chỉ hai không? Có hai cục này rồi. Ồ, ngộ quá. Đây, để mình đi qua bên kia cũng giống không chú? Cái bề mặt bên đây nè. Bên kia không giống không? Mà giống bên này. Bên đó cũng vậy, đây gan Quy luôn. Dạ. Con có thể nhờ chú lại chỉ giùm con nắng được không? Để mấy con biết là cái... Ồ, nhìn thấy giống hệt cái dòi đi xuống kìa. Có cái dòi nữa. Đi gan luôn, nhà nhìn gì là giống hệt luôn nè. Và cái đó như nó căng xứng á chú. Cái dòi với con cái đầu với con mắt cái này với cái mép lỗ tai, cái mình cũng giống luôn, cái mình ngoài sau cũng giống luôn nè. Da xa ra là giống. Ừ. Đi gan nè. Luôn rồi. Cái này vậy mình đi ông mình đi qua coi ông Quy đi. Vậy là chùa này là chùa Sơn Tiên Tự hả chú? Dạ. À vậy là cái hòn đá chỗ bạn chân tiên là giống ông Quy. Bên này thì giống ông Quy, bên kia cũng giống. Dạ. Đây hòn đá này là giống ông Quy. Đấy, để coi giờ chú chỉ. Hòn đá này đẹp nè, ngộ nè. Ông Quy là cũng vẽ thêm mắt đó. À. Hồi đó thì nó khép lại rồi cái cây nó lớn lên cái nứt ra. À đúng rồi nhìn. À lúc cái đầu ra nè. Do là lúc hồi nãy mình nhìn cái này là nhìn riêng, mình không có kết hợp với cái hòn đá phía trên. Kết hợp với hòn đá kia. Bây giờ mình nhìn kỹ là cái này là cái đầu nè mọi người. Còn cái trên đây là cái mình. Dạ trên này là cái mình. Ở đó nó giống như lắm một cái nứt ra cái bớt. Dạ do chú nói hồi xưa là cái hòn đá này nó chưa có nứt, nó còn nhẽ nhở. Thì rất là giống luôn. Dạ. Rồi bây giờ nứt ra do đó bà con thấy khó nhìn đó chú. Dạ. Ô đẹp. Đâu rồi mình đứng xa hơn chút xíu nữa cái chú nhìn cái mình. Ôi nè giống thịt nè. Cái đầu nè. Cái đầu và cái mình nè. Mình nhìn từ tư thế này là nó mắc kêu cái đường kẻ là rất là giống hơn nữa nè. Quá tuyệt vời rồi, đứt cái đầu ra là giống mình. Ôi giống thiệt. Trước lắm mà về đưa ông cái nền cao lên đó. Anh mắc cái đầu chưa đó. Lúc đầu... trước là cái đầu nó còn nằm ở dưới là cao chú thấy rồi. Là rất là giống luôn hả chú? Giống như lắm luôn, có hầu đàng hoàng luôn. Dạ. Người thấy cái nền cao lên. Trời ơi, giống thiệt. Cái đầu, cái mình là do bị cái cây ở giữa chẻ thôi chứ nãy mình nhìn là rất là giống luôn. Ông Quy và bên đó là ông tượng. À, trên mình ông Quy thì được một bức cái gì gọi là bàn chân tiên. Bàn chân tiên thì nằm trên lưng của ông Quy.
đây mình nhìn, mình nhìn tư thế này cũng cũng giống giống này nè, đây là cái đầu nè, trên đó là cái mình giống này. Mấy cái hình tượng này cũng là có từ thời xa xưa tới giờ luôn ha, tới giờ bàn chân tiên thì cũng vậy luôn. Dạ, hồi tôi lên đây tới giờ là cũng 20 năm rồi đó, hồi tôi ở đây. Hồi lúc chú lên đây 20 năm thì có quan sơ không chú? Đó, quan sơ hơn, hồi đó bị thầy về ông làm đủ thứ trơn, hồi đó nó quan sơ lắm. Dạ. Ngộ quá, hồi nãy giờ mấy đứa con nhìn không ra, nhà chú nói mới ra đó. Nhưng mà chỉ có bàn chân tiên là hồi xưa giờ con đi quay thấy mấy bàn chân tiên rồi, chỉ có bàn chân tiên này là con thấy giống nhất. Năm ngón lộ ra gành gảnh luôn, và gót chân lộ gành gảnh luôn. Cái hồi trước kia nữa là chỗ này chắc con Nghi chắc đá với cây đá lắm chấm mà. Dạ dạ. Rồi cái thầy về đây là làm là được bao nhiêu năm mà chú? Thầy về cũng cỡ 11 năm rồi, 12 năm rồi. Dạ. 11 thì là 2 năm mà có sự thay đổi rất là hoàn hảo, đẹp. Quá đẹp. Tuyệt vời luôn. Đặc biệt nhất là có hai hòn đá giống ông Quy và ông Tượng Y Gan luôn. Thì ở đây là được 3 địa điểm đó cả nhà ơi, nhưng mà trong 3 địa điểm này là theo mình thấy đó là mình sẽ công nhận nó là giờ mình sẽ đi qua bên đây. Ở trên đó có gì không chú? Dạ, thứ hai là dạ. Quy, và thứ ba là cái bàn chân tiên. Giờ mình đi qua đây mình quay toàn cảnh xuống khu vực này rất là mát và đẹp mọi người. Xa xa mà nhìn xuống dưới là thấy cánh đồng ruộng vừa xanh vừa có những cái nhà cửa rất là nhỏ và chi chít rất là đẹp luôn à. Ôi đẹp thiệt. Đây, cái đường này hồi nãy mình chạy xem đa lên nè, từ dưới đó đó. Ô đẹp kìa. Còn ở ngoài đó là chỗ chợ Ba Thê. Còn vòng vòng ở đây là dạng thuộc cái chùm núi của Ba Thơi, có những cái chỗ mà mình không biết tên, núi nhỏ nhỏ mọc lên cũng nhiều lắm. Ở đây thì có tượng mẹ Phan Âm nhìn xuống khu dân cư, khu đô thị. Còn hình ông tượng thì mình nhìn phía bên đây thì mình thấy chỉ có cái mình thôi, do chỗ này là xây xi măng mình không thấy con mắt, nhưng mà đứng cánh cạnh bên kia thì mình nhìn rất là giống luôn ông tượng ông voi với mọi người. Ông này cũng vậy nè, ông này mình nhìn cái khúc cái chỗ này giống như là có con mắt ở bên đây, và cái đường đi xuống ở giữa này là cái dòi của ông tượng vậy đó. Ôi trên đây gió kìa. Ôi gió nó thổi một chiều một lá nó đẹp, mát quá. Ôi cây nó kêu, cảm giác quá đã mọi người ơi. Ôi cái cây nó to, cái tảng đá nằm ngay giữa cái cây đi lên luôn. Tảng đá cái cây thân cây đôn cái tảng đá bự này lên trên luôn mọi người. Ôi đứng trên đây mà không có mấy cái lan can này cũng hơi mệt à. Ở đây là cao rồi nè. Ôi ơi gió thổi muốn ngã luôn. Đẹp. Hiện tại thì chùa cũng còn đang cắt thêm những cái phần ra. Quá mát tỉnh ơi. Đã thiệt. Ôi trời mưa hết vậy rồi. Lâm găm rồi. Mưa rồi. Thôi câu hớn mình xin tạm dừng clip tại đây, mình phải chạy xe tranh thủ xuống mới được để chìm chuyển mưa rồi. Mưa lâm găm rồi quý bà con cô bác ơi. Và câu hỏi mình xin cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.